Bây giờ mẹ hỏi con nhé, mỗi khi mà con có một cái gì đấy con muốn thì chị Hai có nhường cho con không? Theo mẹ thấy hiện giờ nếu như mà trong tình trạng này mà chỉ có một cái lần, một cái buổi ăn cơm thôi mà có một cái chén thôi mà con không nhường được thì con đang hơi bị ích kỷ với cả em dâu gì đó. Con thấy cái tính đó có phải tính tốt không? Cái tính đó nó có nên hay không? Không nên đúng không con? Như vậy bây giờ con có thể nhường cho em cái chén đấy được không? Đây này, em hug chị đi, em hug chị. Em hug An. Bye bye. An ăn dưa leo đi. Anh. An có yêu em không? Anh. Vậy An có thể nhường chén cho em không? Anh. À, ăn đi, em bảo chị ăn đi. Có lẽ mẹ phải để cho An ngồi một góc một lúc để con nhận ra vấn đề này nhá. Bởi vì mẹ không thích con trở thành người không biết chia sẻ. Con muốn chạy lại dỗ em, nhưng mà con muốn là để cho mẹ nói chuyện với em thì kiểu em lắng nghe một người thì em sẽ hiểu hơn là cả hai người cùng nói vào. Nên là con chỉ đi qua đi lại để nghe. Mà lâu rồi con muốn đụng chén đó. Mẹ nói nè, hàng ngày bình thường rất nhiều lần Tuệ An ăn chén bình thường và có thể nhường cho em mà mẹ không hiểu vì sao hôm nay con lại như vậy. Hàng ngày con rất là sharing với em. Nào con tính sao nào? Con cảm thấy sao? Con cần phải có thời gian để nhìn nhận thêm cái vấn đề này không? Không hả? Bây giờ con muốn như thế nào? Muốn ăn nhá. Con nhường cho em một hôm, ok? Ok. Ok. Nếu đồng ý đi cầm tay mẹ. Hai nữa tốt. Chị Hai để đánh mẹ xuống đi. Nào, nếu đồng ý thì cầm tay mẹ nào. Quánh hiểu tính Tuệ An, khi mà con đang có những cái vấn đề chưa thông suốt ấy, thì cái phần mà yếu tố mà giận lẫy trong người con á, nó lớn hơn cái việc là thấu hiểu vấn đề. Thật ra Quánh thấy được cái sự sốt sắng của Lâm á, khi mà Lâm muốn an ủi để tìm cách để động viên. Khi mà mọi sự đang rối nù như vậy á, chỉ nên có một người giải quyết thôi. Thêm một người thứ hai hoặc thêm một người thứ ba nữa. Cô bé mà có cái tôi lớn như Tuệ An ấy, con sẽ càng sù lông lên. Mình sẽ phải bướng bỉnh, mình sẽ phải thể hiện cái tôi của mình nhiều hơn và nó sẽ hỏng việc. Và như thế thì con sẽ quên đi mất cái bài học ngay lúc đó mà mẹ muốn con suy nghĩ. Đó là cái bài học về sự chia sẻ. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.